công ty chúng tôi ấy, đặc biệt là những người lãnh đạo luôn đặc biệt quan tâm. Năm nay công ty quyết định tổ chức một cái đêm trung thu lần hai, và hy vọng rằng là cái đêm trung thu hôm nay ấy, sẽ có rất nhiều những kỷ niệm đẹp ấy, trong cái tuổi thơ mộng mơ của các bé. Một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo công ty xin kính chúc toàn thể các quý vị có một buổi tối thật vui vẻ và thật ý nghĩa. Xin cảm ơn tất cả. Đây nhân, em muốn ăn 4, 5, 3 phát. Ngọt thơm như